Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được coi là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Ngành sản xuất Việt Nam lấy lại động lực tăng trưởng với chỉ số nhà quản trị mua hàng đã tăng lên 52,7 điểm. Đây được xem là trụ cột dẫn dắt tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Công nghệ và mạng xã hội đã về làng qua cách làm của người trẻ, góp phần quảng bá, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu vùng cao. Và sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển, được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước. Từ năm ngoái đến nay, Thủ tướng đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao Việt Nam đã quản lý, ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và có kết quả phục hồi, phát triển kinh tế ấn tượng sau đại dịch. Trong bối cảnh toàn thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn như lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng, thì Việt Nam vẫn được đánh giá cao do duy trì được giá cả và tỷ giá hợp lý. Gần đây Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, các tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới cũng đưa ra các nhận định và triển vọng tích cực về nền kinh tế Việt Nam. Kết quả khảo sát của Jetro năm ngoái cho thấy 55% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng hoạt động. Đây là con số cao nhất trong các nước ASEAN. Các diễn giả trước đã nói rất nhiều về sự quản lý hiệu quả của chính phủ, về những chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Việt Nam được xếp hạng thứ hai về tiềm năng phục hồi hậu đại dịch. Đây là thương hiệu Việt Nam, là điểm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài rất lớn. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các doanh nghiệp cũng đã nêu một số góp ý, kiến nghị, đề xuất liên quan đến thuế, phí, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực, chính sách visa và nhiều lĩnh vực khác. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin đến các nhà đầu tư nước ngoài về kết quả kinh tế xã hội, về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp, hỗ trợ Việt Nam trong hơn 2 năm chống dịch COVID-19. Đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để tích cực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, trong đó giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế pháp luật, hạ tầng và nguồn nhân lực, phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, nhất là chi phí về logistics, hành chính, xây dựng môi trường chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch. Việt Nam chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc với các tiêu chí chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, logistics. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, luôn lắng nghe, chia sẻ, sẵn sàng đối thoại và rà soát toàn diện, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị tiếp tục chia sẻ, cùng tháo gỡ những khó khăn, thách thức của Việt Nam, góp phần cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần, lợi ích hài hòa, khó khăn và rủi ro chia sẻ, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, với người lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và nhân dân. Cũng trong ngày 17 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo. Sau khi nghe lãnh đạo các địa phương, bộ ngành, nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả các dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành 5.000 km cao tốc. Thủ tướng yêu cầu trong khâu giải phóng mặt bằng phải coi trọng sự đồng thuận của người dân, không để khiếu kiện kéo dài. Các bộ ngành phải tích cực xuống địa phương, thực địa dự án để cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Các ban quản lý dự án phải kiểm tra, rà soát lại các khâu, đề nghị Bộ Công an, cơ quan thanh tra có phương án kiểm tra xử lý sai phạm trong đấu thầu. Về công việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố được giao làm chủ đầu tư phải có ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo,
Các ban quản lý dự án, nhà thầu triển khai các công việc được phê duyệt, nhất là các tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo Phan Thiết Dầu Dây, dứt khoát phải hoàn thành năm 2022. Hoàn thành và thẩm định phê duyệt các dự án liên quan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Phấn đấu cơ bản nối thông dự án đường Hồ Chí Minh vào năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương tập trung triển khai lập dự án đầu tư, phấn đấu khởi công các dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Mê Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy kết quả vừa qua và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường vành đai 3, đường vành đai 4. Yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tập trung làm sân bay Long Thành thật tốt, phải đấu thầu công tâm, công khai, minh bạch. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tránh tình trạng giấy tờ lòng vòng, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, không để ách tắc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát. Ngày 17 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhà nước cùng khoảng 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đến nay, công việc chuẩn bị cho diễn đàn như lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền, an ninh, y tế đã cơ bản được hoàn thành. Đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022 phải thành công hơn nữa vì mục tiêu cao nhất là kịp thời ban hành các quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, bổ sung các luận cứ khoa học, thực tiễn cùng kinh nghiệm quốc tế cho các cơ quan quản lý trong phân tích, đề xuất các giải pháp hữu hiệu về chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc củng cố và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô chính là yếu tố bất biến để giúp đất nước vượt qua vạn biến trong bối cảnh đầy thách thức hiện nay. Là một hoạt động thường niên của Quốc hội được tái khởi động từ năm 2021, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra vào ngày 18 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm của cử tri, giới nghiên cứu và các nhà quản lý trong cả nước và được kỳ vọng sẽ đưa ra được những sáng kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật giúp phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022. Điểm khác của diễn đàn năm nay là mở rộng phạm vi thành Diễn đàn Kinh tế Xã hội, thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế. Diễn đàn lần này thì nó mở rộng hơn, như chúng ta để ý thấy là không chỉ là có mỗi kinh tế, mà lần này là có Diễn đàn Kinh tế Xã hội, tức là có chú trọng hơn các vấn đề về xã hội. Và như chúng ta thấy là chúng ta đều có cái chữ là phát triển bền vững, để hàm ý là chúng ta bây giờ cách tiếp cận của chúng ta là bây giờ nó tổng thể. Với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển bền vững, diễn đàn lần này có hai phiên thảo luận quan trọng về đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia kỳ vọng các ý kiến tại diễn đàn sẽ là những giải pháp trong thời gian tới. Diễn đàn kinh tế đến lúc này nó là một cái dịp để giải tỏa đi những cái khó khăn mà chúng ta nhìn thấy được trong thị trường bất động sản đang đặt ra hàng loạt vấn đề. Hai cái điểm cơ bản lần này thì tập trung sâu vào cả lĩnh vực kinh tế và xã hội và khá là đa chiều, khá là rộng. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái phiên để trao đổi về vấn đề thể chế, trong đó tập trung sâu vào luật đất đai. Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm nay có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao, chuyên gia trong nước và quốc tế. Diễn đàn cũng sẽ được kết nối trực tuyến với một số học viện, các trường đại học, là các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn năm nay là cũng là cái dịp để chúng ta tiếp tục chắt lọc những cái trí tuệ, những cái khuyến nghị, những cái tham vấn của các cái nhà khoa học trong nước và cả quốc tế để xem những cái chính sách hiện nay chúng ta đang ban hành nó đã vào cuộc sống, còn cái gì vướng, còn cái gì cần phải điều chỉnh để chúng ta tiếp tục điều chỉnh. Tiếp nối những thành công của Diễn đàn Kinh tế năm 2021, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 được kỳ vọng là ngân hàng giải pháp tiếp tục củng cố cho nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.
Thưa quý vị, đất đai là một loại tài sản đặc biệt với giá trị rất lớn. Cũng chính vì vậy mà các vi phạm liên quan đến đất đai lại càng phổ biến và phức tạp. Điều này được thể hiện khá rõ qua hàng loạt vụ việc tại các địa phương thời gian vừa qua. Cũng từ các vụ việc xảy ra, một yêu cầu được đặt ra đó là cần đẩy mạnh hiệu quả giám sát tại cơ sở, tránh tình trạng sai phạm về đất đai diễn ra trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi các cơ quan trung ương vào cuộc. 188 hectare đất vàng ở trung tâm của tỉnh Bình Dương. Những sai phạm trong quản lý những khu đất này đã khiến 28 bị cáo lĩnh án tù. Trong đó, nguyên bí thư tỉnh ủy và nguyên chủ tịch tỉnh này lĩnh mức án 7 năm tù. Gây thiệt hại gần 6.600 tỷ đồng cho tài sản nhà nước. Cơ chế giám sát tại địa phương nhằm ngăn chặn sai phạm xảy ra đã không phát huy hiệu quả. Nếu mà các cơ quan của Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp làm cho nó thật là nghiêm túc, trách nhiệm và sâu sát, thì chúng tôi nghĩ là sẽ hạn chế bớt được cái sai phạm. Chứ còn lại cứ phải đi đợi, tức là những việc của cấp xã thì phải đợi cấp huyện. Cấp huyện thì lại đợi cấp tỉnh. Cấp tỉnh thì thường cứ thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi tên thì mới ra. Những vụ việc liên quan đến đất đai như tại Bình Dương không phải là cá biệt. Cựu Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang và 9 bị cáo liên quan đã bị cáo buộc bán rẻ 2 dự án khu dân cư, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 730 tỷ đồng. Tại Khánh Hòa, 13 bị can đều là cựu quan chức đã bị đề nghị truy tố ở vụ việc giao đất vàng tại khu đất trụ sở cũ của trường chính trị. Hay tại Phú Yên, nhiều lãnh đạo cũng đã bị đề nghị truy tố liên quan đến vụ bán 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa. Một điểm chung ở các vụ việc này đó là cơ chế kiểm tra đã có, nhưng những vi phạm thì vẫn xảy ra. Với những vi phạm về đất đai, hậu quả là rất nghiêm trọng, đó là mất tài sản nhà nước, mất cán bộ. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu về đổi mới công tác giám sát tại địa phương, trong đó nhấn mạnh vào vai trò của cán bộ, của cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát và trách nhiệm người đứng đầu của địa phương. Đặc biệt, khi đây cũng là người đứng đầu ban chỉ đạo cấp tỉnh thành về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ở 63 tỉnh thành tôi gần như thanh tra kiểm tra đều có cả, làm định kỳ có, làm đột xuất có, nhưng mà tham nhũng thì vẫn có, không phát hiện được, để cán bộ ta sai phạm không phải một năm nhé, về đất đai chục năm. Cho nên tôi đề nghị rà soát lại toàn bộ những người trong tham gia công tác kiểm thanh kiểm tra các địa phương và xem nào nếu cần thì có thể thay đổi các đồng chí đi để đưa những người có bản lĩnh, có trình độ, để có tâm với dân, thực sự là công bộc dân vào đấy thì được. Rõ ràng là chúng ta phải đổi mới cái công tác kiểm tra giám sát, phải làm sao đó nó gia tăng được cái tính khách quan. Cái điểm nhấn của nó là gia tăng được tính khách quan để cái hoạt động kiểm tra giám sát đó nó không bị chi phối bởi cái ý chí chủ quan của một cá nhân hay là của một nhóm nào cả. Cái hoạt động kiểm tra giám sát nó sẽ nghiêm túc, hiệu quả nếu như cái người đứng đầu và thành viên cái ban lãnh đạo gọi là hạt nhân đấy, cụ thể đó là bí thư tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy, nếu như thực sự là quyết liệt và quyết tâm thì cái hoạt động đấy nó sẽ rất là tốt. Nhưng nếu như những người mà nắm giữ quyền lực đó mà còn nể nang, còn e ngại cái chuyện là kiểu như là không muốn vạch áo cho người xăm lưng hoặc là đóng cửa bỏ nhau thì cái hoạt động đấy nó sẽ diễn ra có thể là rất là hình thức. Nhiều người giàu lên nhờ đất, thậm chí đi tù, mất đồng chí cũng vì đất. Đây là nỗi trăn trở đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại nhiều lần tại các hội nghị khác nhau trong những năm qua. Chính vì vậy, công tác giám sát tại cấp cơ sở càng cần được đẩy mạnh để đất đai thực sự là nguồn lực để phát triển đất nước, mang lại của cải cho nhân dân, thay vì là nguyên nhân khiến cán bộ vướng vào suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo mới nhất về chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất Việt Nam do S&P Global thực hiện được công bố vào đầu tháng 9 cho thấy PMI đã tăng lên 52,7 điểm, báo hiệu ngành sản xuất của Việt Nam đang lấy lại động lực tăng trưởng. Sự cải thiện mạnh mẽ của ngành sản xuất được xem là trụ cột dẫn dắt tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Theo S&P Global, tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 52,7 điểm trong tháng 8, tăng so với 51,2 điểm của tháng 7. Trong bối cảnh nhu cầu cải thiện, số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn khi áp lực lạm phát giảm. Các nhà sản xuất báo cáo số lượng đơn đặt hàng mới tăng từ cả khách hàng trong và ngoài nước. Cái điều này nó cho thấy là cái lượng đơn hàng từ những thị trường nhập khẩu nước ngoài và những cái người mua ở trong nước đã gia tăng. Nó cũng cho thấy là cái năng lực sản xuất của nền kinh tế Việt Nam thể hiện qua là cái sản xuất và cái sản lượng cũng gia tăng.
Đối với Việt Nam, tôi nghĩ chỉ số PMI thể hiện sức chống chịu của nền kinh tế bất chấp những bất ổn từ tình hình thế giới và ảnh hưởng từ đại dịch. Trong thời gian tới, chúng ta chắc chắn sẽ thấy những con số đáng kể hơn từ chỉ số PMI. Điều kiện thị trường ổn định và nhu cầu cao của khách hàng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong những tháng tới. Đây là cơ hội quý giá để biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất, chế biến ở châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á. Sản xuất công nghiệp rõ ràng là một trong những cái trụ cột rất là quan trọng của nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi mà có sự dịch chuyển rất lớn về những cái chuỗi cung ứng của toàn cầu, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những cái tốc độ tăng trưởng khá cao của ngành công nghiệp, với cái đặc biệt là chế biến chế tạo với mức khoảng 10 đến 11% trong thời gian vừa qua. Và cái điều này sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho cái sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và trong những năm tới. Sản xuất và chế biến tiếp tục là lĩnh vực thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất với gần 11 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 64% tổng số vốn FDI trong 8 tháng đầu năm. Điều này cho thấy Việt Nam đang nâng cấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực và thế giới. Lĩnh vực sản xuất là một trong những cái lĩnh vực mà của Hàn Quốc đầu tư vào. Và bây giờ thì một số tập đoàn lớn như LG và Samsung đều là đang tái khẳng định và đầu tư thêm nữa vào Việt Nam cũng hơn 1 tỷ mới. Thì điều đó là cũng sự chứng bộng tốt của các cái tập đoàn Hàn Quốc mà nhìn vào thị trường dài hạn của Việt Nam. Khi các tập đoàn toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa, tăng khả năng phục hồi và kết nối trong chuỗi cung ứng của họ, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu. Đó là do Việt Nam nằm ở vị trí địa lý chiến lược và có lợi thế trong vận chuyển, nhân công và chi phí sản xuất cạnh tranh. Do đó, các chuyên gia tin rằng ngành sản xuất của Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài và đóng vai trò trụ cột, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 9 vừa qua, Bộ Kinh tế Mexico đang công báo kết quả tạm thời điều tra chống bán phá giá thép cán mạ của Việt Nam sau hơn một năm chính thức điều tra từ tháng 8 năm 2021. Theo đó, mức thuế nhập khẩu sẽ áp dụng tạm thời với thép cán mạ của Việt Nam cao nhất là 12,34% đối với Hòa Phát và một số doanh nghiệp khác và thấp nhất là 6,64% với Nam Kim. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Cụ thể, Việt Nam có 12 mã sản phẩm thép cán nguội bị các doanh nghiệp Mexico cáo buộc bán phá giá. Trước đó, Bộ Kinh tế Mexico cũng đã chính thức điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội của Việt Nam. Thời gian nghiên cứu và điều tra là từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến 30 tháng 9 năm 2021. Ngày cuối cùng cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ phục vụ điều tra là mùng 6 tháng 9 năm 2022. POSCO và Hòa Phát là hai công ty của Việt Nam đang tham gia vụ kiện. Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, năm 2020, Mexico nhập khẩu khoảng 220 triệu đô la Mỹ sắt thép các loại từ Việt Nam, tăng khoảng 70% so với năm 2019. Và để tìm hiểu về hai vụ điều tra chống bán phá giá thép của Việt Nam tại Mexico, chúng tôi đã kết nối với ông Lưu Vạn Khang, tham tán thương mại Việt Nam tại Mexico để tìm hiểu hướng giải quyết cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý vụ kiện. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Thương vụ Việt Nam đã báo cáo ngay với tới Bộ Công Thương và cơ quan quản lý vấn đề này là Cục Phòng vệ Thương mại để có thông báo sớm nhất tới các doanh nghiệp. Thương vụ cũng đã phối hợp với Đại sứ quán của Việt Nam tại Mexico làm việc với Bộ Kinh tế Mexico để bày tỏ quan điểm của Việt Nam là mong phía Mexico xem xét kỹ lưỡng hồ sơ dựa trên nguyên tắc Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường mà đã được Mexico công nhận, để có thể đưa ra quyết định đảm bảo tính công bằng và hợp lý cho các doanh nghiệp Việt Nam và liên hệ với luật sư đang bảo vệ quyền lợi cho các công ty của Việt Nam để phối hợp truyền đạt thông tin thống nhất đến các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tham gia bảo vệ quyền lợi. Về ảnh hưởng thì theo tôi, ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu thép của Việt Nam là khả năng áp thuế cao, hạn chế khả năng xuất khẩu và có tính lây lan. Ví dụ như Mexico điều tra có thể gợi ý các thị trường khác cũng có thể điều tra mặt hàng thép mạ nước ta. Tôi xin khuyến cáo với các doanh nghiệp là cần mua nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hóa đơn chứng từ đầy đủ và quản lý tốt khâu tính giá thành sản phẩm. Có một thực tế là số liệu hải quan của Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn so với số liệu của phía Mexico.
Ví dụ như số liệu của Hải quan Việt Nam xuất sang Mexico kim ngạch năm 2021 là 4,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng số liệu nhập khẩu của Mexico lại là 8,4 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, trừ đi chi phí vận tải thì nhà nhập khẩu bên Mexico vẫn đang có lãi rất lớn. Vì vậy, đề nghị mỗi doanh nghiệp phải cân nhắc giá bán sao cho hợp lý, không nên bán giá thấp quá so với các doanh nghiệp nội địa, không sẽ gây sự chú ý và dễ bị kiện chống bán phá giá. Để hạn chế nguy cơ phòng vệ thương mại, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, duy trì hệ thống sổ sách, kế toán minh bạch để sẵn sàng cung cấp thông tin khi cơ quan của nước khởi kiện yêu cầu. Trong phần tiếp theo của bản tin, năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 để các em có thể tiếp tục trên con đường học tập của mình. Cùng gặp gỡ chàng YouTuber người Lào bén duyên với nghệ thuật tại Việt Nam để lắng nghe lý do vì sao anh chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp và theo đuổi niềm đam mê ca hát trong phần cuối của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho các em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Kết quả sau 1 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho các em, có trên 80% các em được chăm lo đạt kết quả học sinh từ khá giỏi trở lên. Ngành giáo dục cũng đã phối hợp với các đơn vị đồng hành tài trợ chuyển học bổng hàng tháng, thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên các em, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt hàng ngày của các em học sinh, khắc phục khó khăn nhằm giúp các em chăm ngoan, học tốt. Trong năm học 2022-2023, chương trình hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh sẽ tiếp tục thực hiện để các em có thể tiếp tục trên con đường học tập của mình đến khi hoàn thành chương trình phổ thông. Thưa quý vị, để bảo tồn phát huy văn hóa dân tộc, trong đó có dân tộc Cơ Tu, đang rất cần những hoạt động, việc làm thực chất từ con người, từ cộng đồng địa phương, đặc biệt là từ chính những người con của buôn làng. Phóng sự sau sẽ giúp chúng ta thấy được công nghệ và mạng xã hội đã về làng như thế nào qua cách làm của người trẻ, góp phần quảng bá, gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao. Một buổi lên rẫy của A Lăng Bờ Rắc và A Lăng Lai. Ngoài gùi, rửa, trên tay của những thanh niên này còn có một vật dụng chẳng liên quan gì đến nghề nông. Hôm nay em đi rửa nghệ, em sẽ đi đào ở bên trong kia. Em mang theo một cái gùi, là một cái xuống, và trong này có một cái rửa nữa. Nụ cười thiện cảm cùng những câu nói chân chất, nội dung độc đáo. Những trai làng tại huyện vùng cao Đông Giang, Quảng Nam đã khiến cả triệu người tò mò bấm xem video dù kênh TikTok và YouTube mới lập từ sau Tết. Tự quay, tự dựng và đều đặn đăng lên mạng mỗi tuần ít nhất một video. Cứ thế, những sản vật nơi đại ngàn Trường Sơn, hơi thở cuộc sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu tự nhiên lan tỏa. Đây là sự khích lệ tinh thần để những chàng trai này quyết tâm đầu tư, sáng tạo video bài bản hơn. Hồi trước thì bọn em quay bằng điện thoại của em. Cơ duyên là em mua điện thoại đấy là hồi trước em đi chạy Grab, em mua được. Gần đây thì em mới mua được cái máy ảnh để quay cho phim nó chất lượng hơn. Em có học qua trường lớp quay phim nào không? Không ạ. Tụi em thì tìm tòi học hỏi trên mạng xã hội thôi. Bước ra khỏi cổng trường đại học nơi thành thị, nay trở về làng và dùng công nghệ để góp phần gìn giữ, lan tỏa đời sống, văn hóa truyền thống, cũng là con đường mà A Lăng Thị Công đã chọn. Trên kênh YouTube Công 92, vật dụng từ đan lát, quần áo thổ cẩm, hay hình ảnh những công trình kiến trúc đặc trưng văn hóa đồng bào Cơ Tu đã chạm tới những người chưa một lần biết đến. Các bạn ơi, đây chính là... Qua video của em thì họ biết đến cái văn hóa, họ biết đến những trang phục. Nói chung là lần đầu tiên họ biết đến dân tộc Cơ Tu thì em cảm thấy rất là vui vì cái điều đó. Bản sắc của người Cơ Tu ấy, nếu cái lớp này không truyền tiền cho con cháu thì sẽ mất. Phong tục văn hóa truyền thống được nhiều người quan tâm tìm hiểu. Nông sản, hàng hóa thủ công của bà con bán được nhiều hơn. Nhất là lượng người đăng ký theo dõi kênh ngày một tăng từ hàng chục đến hàng trăm ngàn. Lượng view video có khi đạt cả triệu lượt. Điều này đã giúp các bạn trẻ từ lúc làm cho vui đã bắt đầu tạo ra thu nhập từ công sức của mình.
có những video nào đó được triệu view thì em có sẽ có doanh thu, thì em sẽ có sự đầu tư nhiều hơn cho kênh của mình về chất lượng hình ảnh cũng như là nội dung. Giữ hồn cốt của dân tộc không ở đâu xa, không còn bó hẹp vào cách làm cũ. Với các A Lăng trẻ của núi rừng, video trên mạng xã hội như những đứa con tinh thần, và những đứa con ấy từng ngày được chăm sóc bằng cả tình yêu của đại ngàn, của buôn làng. Trong thời gian tới thì em cũng có cái dự định là sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái video thể hiện những cái chữ viết của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Tụi em cũng có những cái định hướng về video về ẩm thực, về du lịch, về nông sản. Mang biệt danh gần gũi là dâu Tây, chàng trai người Lào Keo Na Khon đã bén duyên với nghệ thuật tại Việt Nam khi đang còn là sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tình yêu với âm nhạc và tiếng Việt không chỉ còn là một cuộc dạo chơi khi mà chàng trai người Lào quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp tại Việt Nam. Trong mục Việt Nam nơi tôi đến ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ Keo Na Khon để nghe anh chia sẻ lý do vì sao anh lại chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp và theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Xin chào tất cả mọi người. Nhiều người hay thắc mắc hay hỏi mình là Lào có gì, Lào có phong tục như thế nào. Nên là hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi đám cưới Lào. Đây là cách mà Keo Na Khon, một sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Thuộc thế hệ Gen Z, chàng trai 23 tuổi này chọn nền tảng TikTok và YouTube là nơi để chia sẻ với mọi người về cuộc sống thường ngày của mình. Nhưng chính những video hát tiếng Việt của Keo Na Khon đã giúp anh thu hút nhiều người hâm mộ cả ở Việt Nam và Lào. Mình ở Việt Nam được cũng 5 đến 6 năm rồi. Mình quyết định đến Việt Nam tại vì là mình thích cách phong cách sống ở Việt Nam. Mỗi ngày sẽ có một cái điều mới cho mình tiếp xúc, nó vui hơn. Nhờ vào khả năng hát tiếng Việt thuần thục, Keo Na Khon đã có cơ hội tham gia rất nhiều cuộc thi và chương trình ca nhạc ở Việt Nam. Anh gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát của mình trong chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Đồng thời, Keo Na Khon cũng tham gia vào chương trình thực tế Ai Sẽ Thành Sao và lọt đến top 6 chung cuộc. Học tiếng Việt đã mở ra cơ hội để Keo Na Khon theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Từ ngày gặp em anh bao đêm vẫn vương vì yêu em nên anh nhớ thương cho say ánh mắt cô gái Lào. Mình thích nhất ở Việt Nam đó là Việt Nam có một cái văn hóa mà rất là dễ gần, dễ hòa nhập. Mình muốn là một cái người mà làm một cái cầu nối cho hai cái văn hóa này, người ta kiểu hiểu đến nhau nhiều hơn ý. Ví dụ như là bây giờ mình đang ở Việt thì mình sẽ quay về những cái gì mà về Việt Nam hoặc là ẩm thực, và mình có biết sắp là tiếng Lào để cho người ta đọc được. Hoặc là khi mình đang ở bên Lào thì mình sẽ quay một cái vlog mà lễ hội hoặc là đám cưới hoặc là cái phong cách sống ẩm thực của Lào để cho người ở Việt Nam người ta thấy là Lào nó như thế nào. Thì sắp tới thì mình chắc chắn mình sẽ sống và làm việc ở đây và hoạt động ở đây luôn, tại vì là mình coi Việt Nam cũng như là quê hương thứ hai của mình. Và câu chuyện của chàng ca sĩ người Lào Keo Na Khon cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store và Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại!